Thảo Nhi đi, bạn có cảm xúc như thế nào khi đến với Molista ngày hôm nay? Có vẻ là cái này là một trong những livestream mà khác biệt nhất với những livestream ở trước mấy ngày hôm nay. Và Nhi cũng cảm ơn Molista và tất cả mọi người hôm nay cho những cái khoảnh khắc xúc động như thế này. Nhi là một cô gái cũng khóc nhè nhiều nhưng không bao giờ khóc nhè trước mặt mọi người nhiều quá. Nhi ít khóc, tại vì Nhi luôn luôn Nhi mạnh mẽ, Nhi luôn luôn Nhi không muốn cho mọi người nhìn thấy cái bên đấy của Nhi, cái cảm xúc đấy của Nhi. Nhưng hôm nay mọi người đã thấy rồi. Và Nhi cũng thật sự cảm ơn mọi người và Nhi cũng muốn nói với tất cả khán giả là mọi người luôn luôn yêu thương gia đình mình và yêu thương bố mẹ của mình, để bố mẹ mình phải hy sinh và làm rất là nhiều điều cho mình. Dù sao mình không có thể mình nhìn được cái điều đó hay nghe được cái điều đó, nhưng bố mẹ mình luôn luôn đằng sau lưng mình để có thể làm được những điều tuyệt vời chỉ vì mình thôi. Nó gọi là unconditional love. Tình yêu không điều kiện. Không điều kiện. Ngọc Châu, khi nãy Nhi có chia sẻ là cái livestream rất là thú vị thì Châu định nói với Nhi là thú vị là bởi vì những livestream trước là Thảo Nhi hài hước nhưng hôm nay là thành Thảo Nhi khóc nhè rồi mọi người ạ. Cho nên là hơi đặc biệt với Nhi thì đúng nha. Bản thân Châu cũng như vậy và ngày hôm nay thì Châu cảm thấy rất là vui và rất là gọi là hạnh phúc ấy, khi mà mình được ngồi đây, mình được chia sẻ, được trò chuyện với mọi người và hơn hết là được gặp anh Đạt để có thể nói cảm ơn trực tiếp với anh. Vì trước giờ rõ ràng là từ hành trình tới giờ tụi em chưa bao giờ nói một cái lời cảm ơn trực tiếp với anh. Chính xác. Chắc là anh lo lắng lắm luôn. Rất là anh áp lực nhiều lắm ạ. Em đừng lo lắng nữa. Tóc anh cũng đẹp rồi. Tôi cũng đẹp rồi. Và một lời cho muốn nhắn nhủ đến các bạn đó chính là gia đình luôn luôn sẵn sàng ở bên cạnh các bạn, gia đình luôn luôn ở đó để mà có thể để mà luôn ủng hộ, luôn yêu thương tất cả các bạn. Vậy thì nếu như mà các bạn đã quên một phút giây nào đó mình chưa hỏi thăm về sức khỏe của mẹ hay của ba thì hãy nhấc máy lên và gọi ngay về cho nhà nhé. Thật sự em rất là cảm ơn Molista ngày hôm nay đã có một cái buổi livestream không chỉ thú vị mà còn đầy cảm xúc nữa. Và đây cũng là lần đầu tiên mà em thấy chị Nhi khóc. Phải là lần đầu tiên không, nhưng mà trong suốt cái tuần media tour chị Nhi rất là funny, nhưng mà ngày hôm nay chị Nhi thực sự là rất là cảm xúc, và kể cả chị Châu cũng vậy, và cảm giác như là tụi em hiểu nhau hơn nhiều hơn nữa rồi. Và cũng cảm ơn Molista và Thùy Tiên đã gửi một cái lời chúc đó với Tiên ngày hôm nay, thật sự rất là vui và chắc chắn là phải gặp ôm Tiên một cái. Và em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến anh Đạt, tại vì thực ra là vài hôm trước anh Đạt có nhắn tin cho Tiên, anh Đạt hỏi là không biết là mọi thứ ổn không và trang phục của mọi người ổn không, tại vì anh Đạt không có theo dõi trực tiếp, nhưng mà anh luôn luôn cập nhật những cái thông tin của ba đứa mình để mà xem coi là mọi người ổn không. Và cảm ơn anh Đạt và cũng như cảm ơn anh Nhẫn đã luôn luôn rất là tâm huyết và hỗ trợ cho top 3 của Hà Hoàng Vũ rất là nhiệt tình. Lời cảm ơn thật lòng của em. Em muốn nói từ hôm bữa tới giờ rồi. Ok, thì Tâm cũng xin thay mặt Molista cảm ơn các bạn độc giả đã ở đến giây phút hiện tại với 6.000 người xem, hơn 6.000 người xem cùng lúc để lắng nghe những chia sẻ rất là cảm xúc của top 3. Cảm ơn anh Trần Đạt vì đã dành thời gian. Cảm ơn Á hậu Kim Duyên, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng như là gia đình của Thảo Nhi đã dành thời gian để cho Molista cũng như khán giả hiểu hơn về các bạn. Thì lại một lần nữa chúng ta lại có quà và không có một thử thách nào. Anh Trần Đạt sẽ nhận được từ Molista một món quà là một bộ mỹ phẩm. Để anh thoải mái dành thời gian chăm sóc bản thân. Luôn áp lực để lo đồ đạc cho các bạn, nhưng mà cũng không có bớt đẹp trai đi một tí nào. Còn luôn xinh đẹp. Top 3 của chúng ta sẽ nhận được mỗi người một bộ mỹ phẩm. Bên cạnh đó các bạn còn nhận được một smartphone, một đồng hồ thông minh, một sạc không dây. Hôm nay nhiều quá. Thiệt không, thật à anh? Thật nhiều quá. Tiên hỏi là thật hả? Thật tâm. Chắc là các bạn fan lẫn là top 3 của chúng ta đều vô cùng bất ngờ, bởi vì bây giờ này anh sẽ nhường chỗ lại cho Tâm để trao quà. Em xin gửi. Không có. Em xin gửi quà. Dạ em cảm ơn anh Tâm. Wow. Không tin được. Em cảm ơn anh. Rất là nhiều quà. Em xin cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn em. Tụi mình đã cần đứng lên quà này. Em xin đứng lên quà nữa nha. Ủa còn quà tiếp. Tụi mình rất ngại. Còn quà tiếp mọi người. Cảm ơn em nha. Em chả có quà gì cho anh thì em ngại đúng quá. Đúng rồi, em ngại quá. Mọi người có thể gửi sao cho em được mà. Sau đây thì Tâm xin gửi tặng một cái món quà dành cho top 3, bởi vì sự nỗ lực của các bạn trong suốt hành trình vừa qua. Gửi ra các bạn
Dạ. Dạ. Nhi, cái này là một bịch hả? Dạ. Yeah. Ok. Chị thank you mọi người rất yeah. nhiều. À, bởi vì các bạn đã cố gắng trong suốt hành trình của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nè. Sắp tới thì Ngọc Châu còn phải đại diện Việt Nam để tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Universe. Còn Thảo Nhi thì từ một người chưa biết gì về thế giới Hoa hậu, các bạn phải trở thành một Á hậu trong cái nhiệm kỳ. Còn Thủy Tiên thì cũng sẽ rất là bận rộn với cái lịch trình làm thiện nguyện với 100% giải thưởng của mình. Thì đây là phần quà rất là xứng đáng để tiếp thêm động lực, tiếp thêm năng lượng cho các bạn. Ok. À, các bạn có cảm xúc như thế nào? Chắc là chúng ta sẽ nói những lời cuối cùng trước khi wow. chia tay độc giả của Molista ha. Hôm nay không những xúc động mình còn bất ngờ. Quá là bất ngờ. Nhưng mà wow. bởi vì Thảo Nhi có nói là tụi em cũng chưa chuẩn bị quà cho mọi người, cho nên là cũng hơi ngại ngùng một xíu. Nhưng mà thực sự thì Ngọc Châu cũng cảm ơn Ngọc Tâm và Molista đã gửi lời mời cả ba tụi mình đến đây để mà chia sẻ ngày hôm nay và dành cho tụi mình một cái tình yêu thương rất là lớn mà tụi mình có thể cảm nhận được ngay tại lúc này, từ cái lúc mà tụi mình bước vào. Và hy vọng rằng trong cái hành trình đương nhiệm 2 năm sắp tới của Châu, Nhi và Tiên, tụi mình vẫn sẽ luôn nhận được những cái sự yêu thương cũng như là sự ủng hộ đồng hành cùng tất cả mọi người nhé. Ok, chắc là lời cuối cùng thì Tâm xin cảm ơn lời cuối cùng, lời cuối cùng đã dành cái thời gian rất là bận rộn của các bạn để đến với chúng Molista ngày hôm nay. Và chắc là chúng ta sẽ cùng chào tạm biệt tất cả các bạn fan sắc đẹp, và hy vọng là chúng ta sẽ có một cái hành trình rất là thành công và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở Molista rất là nhiều lần, đúng không ạ? Dạ vâng. Và xin chào tất cả các bạn đã xin chào, bye bye. Xin chào, cảm ơn mọi người đã ở đây xem livestream đến bây giờ. Thank you, cảm ơn mọi người rất nhiều.